xong hàng nhiệt điện xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một con máy rửa bát Panasonic NPTR5. Cái máy rửa bát ở đây nó khá là thông dụng các bác nhé, chứ là bác nào mà đang lăn tăn mua thì các bác cứ mạnh dạn lấy một chiếc, nó cũng như những chiếc máy giặt thôi. Quan trọng là cái tư tưởng mình nghĩ nó thoáng ra thì nó rất là đơn giản. Một con máy rửa bát của hãng Panasonic Nhật, bền bỉ, bảo hành cho các bác một năm, không phải nghĩ ngợi gì về chất lượng con máy này. Hàng Nhật, rửa siêu tiết kiệm điện nước, bền bỉ. Con này em để mã số 2 này. Giá em bán là 6,2 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác lưu ý là máy Nhật nhé, sử dụng điện 100V. Đây là dòng máy 6 bộ, rửa cho 6 đến 8 người ăn, tùy vào cái lượng bát đũa của từng gia đình. Bên trong rửa nước nóng 80 độ C, nóng bỏng luôn, tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc. Yên tâm 100% về chất lượng bát đũa sau khi rửa xong. Tiêu chuẩn của Nhật mà các bác, tiêu chuẩn Nhật thì các bác yên tâm nhé. Đấy, Nhật nội địa thì quá yên tâm luôn này, không phải nghĩ. Đấy, xếp 12 cái bát con. Đấy, sau cái cốc, mình không xếp cốc thì mình phải xếp thêm bát con tiếp. Đấy, dưới này là xếp 6 đến 8 cái đĩa, đũa, thìa, bát ô tô, bát nhỡ, những cái song nhỏ, bác xếp được hết. Ba tay phun nước với nước nóng 80 độ C, khay để bột rửa. Khay rác thì rửa xong các bác nhấc cái rác để đổ đi, rất là tiện lợi, dễ sử dụng. Đặc biệt là cái thằng máy Nhật này thì nó lại không cần phải dùng đến chất tẩy rửa mà vẫn sạch bình thường, cho nên là các bác đỡ được khối, các bác cái tiền mua bột rửa. Đấy, mỗi lần rửa hết có 11 lít nước và nửa số điện thôi, rất là tiết kiệm. Tiết kiệm hơn các bác rửa tay nhiều. Nhiều khi các bác rửa tay sáng nhiều, xả nhiều thì lại sợ tốn nước ấy. Nhưng mà cái này nó không đáng bao nhiêu đâu. Các bác mạnh dạn sắm một chiếc nhé, rửa xong sấy khô diệt khuẩn. Xin chào các bác.